Xin chào mọi người. Mình có một lò hoa như này và một bông hoa thực dược kết hợp với những bông hoa nhũ màu xanh. Mình sẽ chia sẻ mọi người cắm một lò hoa này nhé. Lò hoa tai thỏ. Thank you.
Ok mọi người, vậy là mình đã cắm thành công một giỏ hoa với hoa hướng dương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình nhé. Cảm ơn mọi người.